mày đừng có gả cho ông ta được không? Con không thích ông ta đâu. Con nhỏ này mày ngu quá à. Tao không gả cho ông ta, hai mẹ con mình gặp đất ăn hả? Jin, sau này chúng ta sẽ sống cùng ba mới của con. Sao nhú, không ngờ gái em đẹp vậy luôn á. Mẹ ơi, bây giờ con có thể vừa học vừa làm kiếm tiền nuôi mẹ. Kiếm được chút tiền đó thì làm được gì chứ? Có đủ thuê nhà không? Có đủ đóng tiền học phí cho mày không? Đến cả chi phí sinh hoạt hàng ngày còn không đủ nữa. Ông ta vừa có tiền vừa lo được cho hai mẹ con, còn không buồn bỏ mày. Mày phải mang ơn người ta đó, ở đó mà nói nó. Mẹ. Ê Nhiên Nhiên. Ừ? Sao ngồi một mình ở đây? Không đi đánh cầu lông với bạn nữ trong lớp hả? Không có tâm trạng. Có tâm sự hả? Hay mày nói với tao đi, tao chia sẻ với mày. Nói với mày cũng không giúp được gì đâu. Thật ra tao rất muốn làm bạn trai của mày. Mày chỉ là mày học giỏi như vậy, tao sợ tao không xứng với mày. Xin lỗi mày, bây giờ tao chỉ muốn học hành là chính thôi. Ê Nhiên, mày suy nghĩ đi, tao sẽ không bỏ cuộc đâu. Mẹ, con sắp xong rồi. Nhiên, là ba nè. Có gì không chú? Cái điện thoại của ba có bỏ quên trong phòng con vậy? Ờ. Điện thoại của chú trong phòng ạ. Ba đang cần gấp, vậy ba vô lấy nha. Dạ thôi, để con hé cửa ra đưa cho chú. Mẹ, gì vậy? Buông ra. Tại con đẹp quá, cho ba sợ chút đi con. Ông là đồ biến thái đều cầm thú, con thả tôi ra. Đúng rồi, ta là biến thái, ta là cầm thú. Ba đi lên ta sợ. Bỏ tôi ra. Kêu bé cưng của ba.
nhà cửa gì mà dơ vậy? Là nó. Alo, 115.